Trong bản tin ngày 11 tháng 2 sẽ có một số diễn biến sau đây. Hoa Kỳ đề nghị giúp đỡ chính phủ Trudeau để chấm dứt phong tỏa biên giới. Đảng bảo thủ kêu gọi chấm dứt phong tỏa, thúc đẩy liên bang chấm dứt các quy định Covid-19. Tỉnh Ontario cho phép các môn thể thao tiếp xúc nhiều và nhiều lớp học âm nhạc ngoại khóa được tiếp tục, cho phép các ca phẫu thuật không khẩn cấp dần dần tiếp tục lại. Các bác sĩ và ngành du lịch kêu gọi Ottawa chấm dứt các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 số người Mỹ tài trợ cho đoàn xe tải biểu tình có thể còn đông hơn người Canada. Tòa án Ontario đóng băng quyền truy cập vào số tiền cây quỹ cho đoàn xe tự do trên nền tảng GiveSendGo. Những con sóng sát thủ bất thường nhất được ghi nhận ngoài biển ở tỉnh BC. Trên thế giới, Thái tử Charles xét nghiệm dương tính với COVID-19 lần thứ hai và đã gặp nữ hoàng hai ngày trước khi xét nghiệm COVID-19 dương tính. Căng thẳng ở Ukraine. Tổng thống Joe Biden kêu gọi công dân Mỹ nên rời Ukraine ngay lập tức. Big Oil cảnh báo người tiêu dùng phải đối mặt với giá năng lượng cao trong nhiều năm. Vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc tự tử vì bạo lực mạng xã hội. Một vụ bắn hụt gấu ở Oregon đã dẫn đến cái chết của hai anh em người Mỹ. Một tỉnh ở miền trung Việt Nam phải đóng cửa 37 trường học trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Do tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Hoa Kỳ đề nghị giúp chính phủ Trudeau để chấm dứt phong tỏa biên giới. Các quan chức của Hoa Kỳ đã đề nghị giúp chính phủ Trudeau chấm dứt một cuộc biểu tình phản đối lệnh phát sinh để phong tỏa biên giới và đang gây ra những tác động lan truyền qua nền kinh tế của Mỹ và gây ra lo ngại ngày càng gia tăng ở Washington. Nhà Trắng cho biết các quan chức của Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc trò chuyện vào ngày thứ Năm với những người đồng cấp của Canada về việc phong tỏa ở cầu Ambassador, tức là Ambassador Bridge, một huyết mạch thương mại chính nối Windsor, Ontario với Detroit. Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm, nội các của Liên bang Hoa Kỳ và các nhân viên hành tránh cấp cao hiện nay đang quan sát vấn đề này suốt ngày đêm, hòng đưa vụ việc này kết thúc nhanh chóng. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden kêu gọi những người đồng cấp Canada hãy sử dụng quyền lực liên bang của họ để chấm dứt phong tỏa biên giới Canada và Hoa Kỳ. Bộ trưởng An ninh Nội địa của Hoa Kỳ là Alejandro Mayorkas đã đề nghị ra tài trợ giúp để chấm dứt tình trạng bế tắc. Sự gián đoạn tại cây cầu Ambassador đã làm gia tăng sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với các cuộc biểu tình của đoàn xe. Những cuộc biểu tình đó ban đầu được truyền thông Hoa Kỳ đưa tin như là một hiện tượng của cánh hữu, nhưng hiện nay đang thu hút sự chú ý rộng rãi của Hoa Kỳ như là một vấn đề chính trị và kinh tế mà Nhà Trắng cho biết sẽ ảnh hưởng nặng nề tới các gia đình lao động làm việc chăm chỉ của Hoa Kỳ. Sự gián đoạn đã khiến cho việc sản xuất xe hơi tại các nhà máy ở hai bên của biên giới tạm dừng, một nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã gợi ý rằng Hoa Kỳ nên bớt phụ thuộc vào nhập khẩu từ Canada và mua nhiều hơn các sản phẩm xe khơi của mình ở trong nước. Nhà Trắng cho biết họ có nhận được các báo cáo về các kế hoạch của các cuộc biểu tình tương tự như mô hình đoàn xe tải tại Ottawa tại Super Bowl ở trên khắp nước của Hoa Kỳ. Đảng bảo thủ kêu gọi chấm dứt phong tỏa và thúc đẩy liên bang chấm dứt các quy định về COVID-19. Đảng bảo thủ đã dùng đoàn xe tải của những người biểu tình để làm lý do thúc đẩy chính phủ liên bang, trình bày kế hoạch dỡ bỏ tất cả các quy định về COVID-19 của liên bang và đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc phong tỏa và chặn đường. Và Candice Bergen, lãnh đạo tạm thời của đảng bảo thủ, nói với những người biểu tình, tôi tin rằng đã đến lúc các bạn phải rời bỏ các chướng ngại vật chắn đường, chấm dứt các hành động gây rối và đoàn kết với nhau, nền kinh tế mà các bạn muốn thấy được mở cửa trở lại, thì đang bị tổn thương và tôi tin rằng đây không phải là điều các bạn muốn làm các bạn phản đối vì tình yêu đất nước của mình và các bạn muốn lấy lại sự tự do và tôi xin gửi đến những người biểu tình ở Ottawa các bạn mang theo một thông điệp và thông điệp đó là được lắng nghe bà Bergen đã đưa ra những lời nhận xét này khi bà trình bày một đề nghị từ đảng của mình và đề nghị này sẽ tạo ra một cuộc bỏ phiếu bắt buộc kêu gọi chính phủ liên bang trình bày kế hoạch dỡ bỏ tất cả các quy định hạn chế COVID-19 của liên bang vào cuối tháng. Giờ đây thì bà Bergen kêu gọi các đồng nghiệp từ tất cả các bên hãy cùng nhau đóng góp một vai trò nào đó trong việc chấm dứt việc bế tắc và khôi phục hòa bình và trật tự và đồng thời cho phép người dân Canada quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Cô ấy đang yêu cầu một cuộc họp giữa tất cả các nhà lãnh đạo của các nạn. Trả lời trong thời gian chất vấn, Thủ tướng Justin Trudeau đã chỉ trích đảng bảo thủ vì đã dành vài tuần qua để tán thành và cho phép các cuộc phong tỏa này xảy ra trên khắp đất nước và cho biết hậu quả của việc này đang có những tác động nghiêm trọng. Lãnh đạo của NDP, Jasmine Singh, cũng đã kêu gọi một kế hoạch rõ ràng từ chính phủ liên bang để điều hướng an toàn khỏi đại dịch và cho biết hôm thứ Năm rằng bất kỳ quyết định dỡ bỏ hạn chế COVID nào đều phải được thực hiện dựa trên lời khuyên của các tổ chức y tế công cộng và đồng thời khẩn cầu ông Trudeau hãy làm nhiều hơn nữa để giải tán các cuộc biểu tình. Trong thời gian đặt câu hỏi thì lãnh đạo của khối Quebec khoa Yves-François Branquet đã cho biết ông muốn biết những phương án nào mà Thủ tướng sẽ dùng để dập tắt những cuộc biểu tình căng thẳng này. Ontario cho phép các môn thể thao tiếp xúc nhiều và các lớp học âm nhạc ngoại khóa. Các môn thể thao tiếp xúc nhiều, gian hợp sướng và các hoạt động ngoại khóa khác có thể tiếp tục tại các trường học ở Ontario sau khi đã bị tạm dừng. Một số môn thể thao tiếp xúc ít có thể giãn cách như là quần vợt vẫn được tổ chức trong các trường học, nhưng mà các môn thể thao tiếp xúc nhiều như là bóng rổ và bóng truyền đã bị tạm dừng từ hồi tháng Giêng ca hát và dụng cụ dùng hơi thổi đã từng bị tạm dừng thì đến nay được phép mở trở lại. Tỉnh cho biết những người tham gia học ngoại khóa vẫn phải đeo khẩu trang khi ở trong khuôn viên của trường học, nhưng mà họ có thể tạm thời tháo ra nếu cần thiết khi chơi nhạc cụ hoặc là thể thao. Cũng trong buổi họp báo vào thứ Năm, tỉnh Ontario công bố cho phép các ca phẫu thuật không khẩn cấp và không nguy kịch dần dần được tiếp tục trở lại các bệnh viện ở tỉnh Ontario hiện được phép tiếp tục dần các ca phẫu thuật và thủ thuật không khẩn cấp và không nguy kịch. Tỉnh cho biết họ sẽ thực hiện một cách tiếp cận theo từng giai đoạn trong việc tiếp tục lại các cuộc phẫu thuật và thủ thuật tại các bệnh viện công và sẽ phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế tỉnh Ontario. Ông Moore là giám đốc y tế của tỉnh Ontario cho biết Cách tiếp cận này đòi hỏi các bệnh viện ban đầu phải tăng công suất phẫu thuật lên 70% trước khi từ từ nâng lên 90%. Và ông hy vọng rằng các ca phẫu thuật sẽ trở lại với khối lượng bình thường vào cuối tháng 3 và tháng 4. Cách tiếp cận dần dần sẽ bảo đảm rằng các bệnh viện sẽ không bị quá tải. Một hội nghị bàn tròn về du lịch và lữ hành Canada đang tham gia cùng một nhóm bác sĩ để yêu cầu chính phủ liên bang chấm dứt tất cả các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, tổ chức cho biết các quy tắc du lịch hiện tại đã lỗi thời và lạc hậu so với các quốc gia khác. Các quốc gia như là Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và Đan Mạch đã loại bỏ các biện pháp kiểm tra bắt buộc. Tiến sĩ Jen Chakla là bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện St. Joseph ở thành phố Hamilton và là phó giáo sư tại Đại học McMaster cho biết việc chỉ xét nghiệm những người đi du lịch không có ý nghĩa gì vì du lịch cũng không nguy hiểm hơn các hoạt động khác. Ông nói rằng các quy tắc du lịch được thiết kế để ngăn chặn virus không lọt vào đất nước. Nhưng sự lây lan trong cộng đồng hiện là nguyên nhân gây ra khoảng 99% các ca lây nhiễm các sân bay của Canada tham gia hội nghị bàn tròn về du lịch và lữ hành Canada để kêu gọi chính phủ liên bang đưa ra một kế hoạch với thời gian rõ ràng để loại bỏ các hạn chế đi lại. Điều này bao gồm loại bỏ tất cả các yêu cầu xét nghiệm và cách ly. Theo Hội đồng Sân bay Canada cho biết trong một thông cáo báo chí, các sân bay đã mất 6 tỷ đô la doanh thu và nợ 3 tỷ đô la kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tỉnh BC đang thực hiện quy tắc tiêm vaccine cho tất cả các nhân viên y tế còn lại. Hơn 3 tháng sau khi hứa sẽ yêu cầu tất cả các nhân viên y tế phải được tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, tỉnh cuối cùng cũng đang thực hiện chính sách này. Giám đốc y tế tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry vào hôm thứ Tư đã thông báo rằng các bác sĩ gia đình, nhà sĩ, bác sĩ chỉnh hình, vật lý trị liệu và dược sĩ sẽ được yêu cầu tiêm phòng trước ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bà Henry cho biết có một quy trình miễn trừ y tế có thể được nộp cho văn phòng của bà. Nhân viên y tế chăm sóc cấp tính và chăm sóc dài hạn đã được yêu cầu tiêm vaccine chống lại COVID-19 từ trước đó. Có ít hơn 3.000 nhân viên trên toàn tỉnh đã từ chối tiêm phòng và đã bị sa thải do quyết định đó. Sự chậm trễ đã diễn ra do sự phức tạp khi làm việc với các hiệp hội khác nhau, giám sát các ngành nghề, hầu hết các hiệp hội đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng lệnh tiêm vaccine, nhưng các chuyên gia chỉnh hình của tỉnh BC đã có một số lo ngại trong nội bộ. Vào tháng 12, 78% đại biểu tại Đại hội thường niên của Hiệp hội Chính hình tỉnh BC đã bỏ phiếu để phản đối lệnh tiêm chủng. Sau đại hội, chính phủ tỉnh BC lưu ý các đại biểu không đại diện cho quan điểm của toàn bộ ngành công nghiệp. Ontario bỏ qua cuộc họp thứ ba với chính phủ liên bang để thảo luận về các cuộc biểu tình đang diễn ra. Các nguồn tin cho biết, đại diện của chính phủ Ontario đã từ chối lời mời thứ ba tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên để đối phó với các cuộc biểu tình chống phát sinh đang diễn ra. Một nguồn tin cấp tỉnh, người không được phép phát biểu trước công chúng, nói rằng chính phủ của ông Dodd Ford không nghĩ rằng các cuộc đàm phán ba bên giữa chính quyền liên bang, tỉnh và thành phố Ottawa là cần thiết vì cả ba cấp chính quyền đều đã giữ liên lạc kể từ lúc các cuộc biểu tình bắt đầu. Một cuộc họp của đại diện của cả ba cấp chính quyền đã được lên kế hoạch vào chiều nay. Vào đầu tuần này, thì Bộ trưởng của Bộ ứng phó khẩn cấp ông Bill Blair đã công bố kế hoạch thiết lập một cuộc họp khác với hai cấp chính quyền để phối hợp nỗ lực chống dứt cuộc biểu tình. Người phát ngôn của Tổng luật sư Ontario nói thêm trong một tuyên bố rằng việc kiểm soát các cuộc biểu tình là trách nhiệm của các cơ quan cảnh sát địa phương. Số người Mỹ tài trợ cho đoàn xe tải có thể còn đông hơn người Canada. Một quỹ quyên góp cho đoàn xe tải Ottawa đã đạt tới 8 triệu đô la Mỹ. Với một phân tích của CTV News cho thấy rằng khoản quyên góp dường như đang đổ về từ phía nam của biên giới các khoản quyên góp cho trang Freedom Convoy 2022 trên trang web có đốc Gifts and Go nói rằng quyên góp từ những người ở Hoa Kỳ có thể nhiều hơn số quyên góp từ những người ở Canada. Những người Mỹ nói rằng họ quyên góp vì họ đang tìm thấy lý do chung với những người lái xe Canada. Tôi thực sự tin tưởng vào những gì họ đang làm. Tôi nghĩ tất cả các quốc gia phải bắt đầu cùng nhau làm việc. Tự do là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Theo Dory Hill ở Michigan. Cô Hill là người chưa tiêm chủng và ủng hộ đảng Cộng Hòa. Cho biết cô không hoạt động chính trị nhiều nhưng mà đã quyên góp 50 đô la Mỹ sau khi nghe về đoàn xe trên một podcast. CTV News đã lấy mẫu khoảng 6.500 khoản nguyên góp trong khoảng thời gian 12 giờ trên GiveSendGo, Go, tổng trị giá là khoảng 622.000 đô la. Trong đó có khoảng 35% là quyên góp ẩn danh hoặc là rõ ràng là sử dụng tên giả, chẳng hạn như dùng tên Justin Trudeau. Phần còn lại thì có những người đã khai báo vị trí của họ hoặc là nói rõ là họ tới từ quốc gia nào, thì số này chiếm khoảng 10%. Trong mẫu nhỏ hơn đó, các khoản đóng góp của Canada chiếm khoảng 36% số tiền thu được. Hồ sơ cho biết một số tiền nhỏ tới từ những người nói rằng là họ ở Anh, Đức, Úc và Hồng Kông, và thậm chí có các khoản quyên góp tới từ những nước xa xôi như là Latvia và Nhật Bản. Nhưng phần lớn quyền góp tới từ những người nói rằng là họ ở Hoa Kỳ chiếm 52% các khoản quyền góp có thể xác định được. Tuy nhiên theo một nguồn tin mới từ tối hôm qua thì tòa án Ontario đã đóng băng quyền truy cập vào số tiền gây quỹ cho đoàn xe tải trên nền tảng GiveSendGo. Tòa án công lý cấp cao đã chấp thuận yêu cầu của chính phủ Ontario để đóng băng quyền truy cập vào hàng triệu đô la được quyên góp thông qua nền tảng gây quỹ trực tuyến GiveSendGo. Một tuyên bố từ văn phòng của thủ hiến Dodd hôm thứ Năm cho biết Bộ trưởng Tư pháp Doug Downey đã đưa đơn xin lệnh. Theo điều 490.8 của Bộ luật hình sự, cấm bất kỳ ai phân phá các khoản đóng góp được thực hiện thông qua các trang web chiến dịch của Free Convoy 2020 và Adopt-a-Trucker. Ivana Yalich, là phát ngôn viên của Thủ hiến Ontario, cho biết lĩnh này ràng buộc bất kỳ và tất cả các bên có quyền sở hữu hoặc là kiểm soát đối với các khoản quyên góp này. Nơi tạm trú cho người vô gia cư ở thành phố Ottawa nhận được 750.000 đô la tiền quyên góp sau khi bị đoàn xe tải, biểu tình, quấy rối, các khoản quyên góp cho một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư ở thành phố Ottawa đã đạt được khoảng 750.000 đô la sau khi những người biểu tình từ đoàn xe tự do quấy rối nhân viên và tình nguyện viên và yêu cầu thức ăn từ gian bếp của họ. Hơn 13.000 người đã quyên góp khoảng 750.000 đô la cho Shepherds of Good Hope kể từ ngày 30 tháng 1, người đứng đầu nơi tạm trú thông báo vào hôm thứ Năm. Chủ tịch Kim giám đốc điều hành là Dieter Freyheit cho biết trong một video đăng trực tuyến, nhờ sự hỗ trợ đáng kinh ngạc ngoài dự đoán này, chúng tôi có thể đẩy nhanh nỗ lực của mình để chấm dứt tình trạng vô gia cư trong thành phố bằng cách xây dựng nhiều nhà ở hơn. Vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1 là ngày thứ bảy đầu tiên của cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Ottawa. Họ đã viết trên Twitter rằng Nhân viên và tình nguyện viên đã trải qua sự quấy rối từ những người biểu tình của đoàn xe. Những người này đã tìm kiếm đồ ăn từ gian bếp cho người vô gia cư. Ông Hay cũng cho biết một trong những khách hàng của nơi trú ẩn đã bị hành hung. Vụ việc đã làm giấy lên làn sóng ủng hộ dành cho nơi trú ẩn. Họ đã nhận được hơn 10.000 khoản quyên góp trong khoảng một ngày và cho biết nhóm cây quỷ của họ sẽ cần một thời gian để tính toán tổng số tiền quyên góp được. Phần lớn quỹ sẽ được dành cho hai khu nhà ở hỗ trợ mà Shepherds of Good Hope đang xây dựng. Sẽ có 105 người ở. Một căn là ở 1095 Maryvale Road và căn còn lại là ở 216 Murray Street. Cũng liên quan đến những người vô gia cư, tại tỉnh Alberta, các vụ bạo lực khiến cảnh sát Calgary buộc tội và gỡ bỏ khu trại của người vô gia cư ở East Village cảnh sát đã đưa ra hàng chục các cáo buộc sau khi phá dỡ một trại vô gia cư ở East Village vào sáng thứ Năm. Cảnh sát cho rằng khu trại này có một yếu tố tội phạm và dẫn đến một loạt hành vi bạo lực với những người dân Calgary dễ bị tổn thương. Khu này nằm dọc theo đường Dermot Baldwin gần Calgary Drop-In Center đã châm ngòi cho một cuộc điều tra có tên Chiến dịch phía đông của Sở Cảnh sát Calgary bắt đầu vào tháng 12 năm 2021. Cảnh sát cho biết, khu vực này đã trở thành lãnh thổ rất có giá trị đối với những kẻ buôn ma túy và hơn 27 vụ bạo lực, bao gồm cả tấn công tình dục và tấn công bằng vũ khí, bao gồm dao rửa và búa tạ, đã xảy ra kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Cảnh sát cho biết, nạn nhân chủ yếu là những người dễ bị tổn thương, những người đang cố gắng truy cập vào trung tâm drop-in. Một số đã chịu những vết thương được mô tả là đổi đời. Khi các hạn chế COVID-19 bắt đầu nới lỏng, những người ủng hộ người khuyết tật nói rằng nhu cầu của họ chưa được xem xét. Khi Maria Bengash là một nhà vận động cho người khuyết tật nhiễm COVID-19 vào tháng 1 năm ngoái, cô ấy nói rằng nó không chỉ khiến cô ấy cảm thấy như mình sắp chết, nó còn lấy đi các hệ thống hỗ trợ người khuyết tật mà cô ấy phụ thuộc vào trước đại dịch. Cô Bengash, người sử dụng xa lăng và bị suy giảm miễn dịch, là điều phối viên của Smile Canada, là một nhóm hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật, tị nạn và nhập cư. Cô ấy nói rằng, cô đang chiến đấu trong một trận chiến cô đơn để giành quyền sống như một người khuyết tật trong đại dịch. Vì sự ích kỷ của mọi người, tôi đã phải cách ly và tránh xa lâu hơn, trong khi những người có hệ miễn dịch bình thường có thể ra ngoài. Đó là lý do tại sao cô ấy không tin khi một số quan chức cho rằng đã đến lúc bắt đầu sống chung với COVID gần 2 năm sau đợt đóng cửa đầu tiên ở Canada. Cô ấy không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Nhà hoạt động vì người khuyết tật Alan Mankiewicz là người cũng sử dụng xa lăng, cho biết các quan chức y tế công cộng đã không giải quyết được mối quan tâm của người khuyết tật trong đại dịch. Anh tin rằng việc họ không hành động là bằng chứng về sự phân biệt đối xử thiên vị cho những người không bị khuyết tật, điều mà những người Canada như anh đã phải đối phó trong nhiều năm trước đại dịch. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những bệnh nhân khuyết tật có thời gian nằm viện lâu hơn và nguy cơ tái nhập viện cao hơn những người không bị khuyết tật. Anh Mankiewicz cho biết, những người khuyết tật thực sự tức giận khi chứng kiến các chính phủ và các quan chức y tế công cộng không làm gì để hỗ trợ người khuyết tật trong đại dịch. Đã hai năm trôi qua, khoảng thời gian đó thừa để lập kế hoạch cung cấp cho mọi người những những thứ họ cần để vượt qua đại dịch và tạo điều kiện để giảm bớt các hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Một gợi ý mà anh Mankiewicz đưa ra là bảo đảm có các hệ thống thích hợp để bảo vệ những người làm việc với người khuyết tật, chẳng hạn như là nhân viên chăm sóc tại nhà. Nguy cơ lũ lụt lớn vào mùa xuân dọc theo Red River tăng cao khi tuyết hãy còn tiếp tục rơi. Theo một dự đoán từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt lớn dọc theo Red River tại biên giới Manitoba vào mùa xuân này trong khi lũ lụt nhẹ cho tới trung bình dự kiến sẽ xảy ra trên hầu hết lưu vực Red River ở miền Bắc của Hoa Kỳ và nó lại tăng lên gần với biên giới quốc tế. Một trận lũ lụt được coi là lớn tại thị trấn ở biên giới có tên là Pembina, North Dakota, khi mực nước sông tại đây cao đạt 49 feet. Có 65% cơ hội điều đó sẽ xảy ra vào mùa xuân này và 50% khả năng nó chạm tới 50,3 feet. Trong trận lụt của năm 1997, mực nước sông tại đây đã đạt tới mức kỷ lục là 54,94 feet. Dự báo lũ lụt mùa xuân của Hoa Kỳ sẽ được cập nhật vài tuần một lần và chính phủ Manitoba vẫn chưa đưa ra thông báo lũ lụt. Đã rơi thêm 8cm tuyết vào hôm thứ Năm và nâng tổng số lượng tuyết rơi theo mùa của Winnipeg lên 128,2cm. Lượng tuyết rơi trung bình trong cả mùa đông là 127,6cm và vẫn còn 2 tháng rưỡi để có thể rơi tuyết. Winnipeg đã nhận được 43,2 cm tuyết vào tháng Giêng của năm 2022, trong khi vào cùng kỳ năm ngoái, tháng Giêng của năm 2021 thì lượng tuyết rơi chỉ có 11,4 cm. Sóng sát thủ Roe Wave bất thường nhất từng được ghi nhận ở ngoài biển của tỉnh PC. Nó được gọi là một sự kiện xảy ra một lần cho một thiên niên kỷ các nhà nghiên cứu đã công bố rằng cơn sóng lớn bất thường nhất từng được ghi nhận đã được đo ở ngoài khơi của đảo Vancouver ở gần Euclid, tỉnh BC. Cơn sóng có chiều cao 17,6 mét, cao bằng một tòa nhà 4 tầng lầu được hệ thống dữ liệu Mary Lab có trụ sở tại Victoria, tỉnh BC, ghi lại vào tháng 11 năm 2020. Và đây đã trở thành chủ đề của một báo cáo khoa học của tiến sĩ Johannes Jemerick và Leah Sikon từ Đại học Victoria và được công bố vào tuần trước trên tạp chí Science Report. Các cơn sóng sát thủ Roll Wave có chiều cao lớn hơn gấp đôi so với sóng hiện đang xảy ra xung quanh chúng. Theo Marine Labs, những cơn sóng này còn có thể gọi là sóng quái vật hoặc là sóng sát thủ vì chúng có thể xảy ra bất ngờ và vì quá lớn nên có thể rất nguy hiểm. Sóng sát thủ đầu tiên được ghi nhận vào năm 1995 ở ngoài khơi của biển Na Uy, Mary Labs cho biết cơn sóng đó được đo là 25,6 mét ở trạng thái biển với độ cao của sóng là khoảng 12 mét, gần gấp hai lần kích thước của những cơn sóng xung quanh nó. Cơn sóng được ghi lại ở ngoài khơ Euclid là 17,6 mét ở trạng thái biển khoảng 6 mét, gần gấp ba lần kích thước của những con sóng xung quanh nó. Jemerick, một nhà khoa học nghiên cứu các sự kiện sóng lớn dọc theo đường bờ biển của tỉnh PC, cho biết, theo tỷ lệ, sóng Eucalypt có thể là làn sóng sát thủ bất thường nhất từng được ghi lại. Xác suất của một sự kiện như vậy xảy ra là một lần trong khoảng 1.300 năm. Sự không thể đoán trước của những cơn sóng bất thường và sức mạnh tuyệt đối của những bức tường nước này có thể khiến cho chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với hoạt động hàng hải của công chúng. Giám đốc điều hành Mary Labs tiến sĩ Scott Pitty cho biết trong một thông cáo và nhấn mạnh rằng tiềm năng của việc dự đoán các sóng sát thủ vẫn là một câu hỏi mở. Nhưng dữ liệu của chúng tôi đang giúp hiểu rõ hơn về thời gian, vị trí và cách thức các sóng sát thủ này hình thành cũng như những rủi ro mà chúng có thể gây ra. Sau đây chúng tôi sẽ cập nhật về tình hình COVID ở Canada. Tính đến tối ngày 10 tháng 2, Canada báo cáo có thêm 10.637 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 3.170.647 ca. Và có thêm 18.224 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay thì có 145.685 ca còn bệnh và có thêm 113 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 35.231 tính cho đến nay. Đến nay đã có hơn 79,4 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 32,4 triệu người hay là hơn 84,8% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và 79,7% dân số đã tiêm hai liều. Đã có hơn 89,2% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 83,8% đã tiêm hai liều. Đã có hơn 42,9% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi tăng cường và trên 16,4 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Hôm nay, Ontario báo cáo có 3.201 ca bệnh mới và 44 ca tử vong. Tại Quebec, các quan chức y tế của tỉnh đã công bố có 2.894 ca bệnh mới, cũng như 35 ca tử vong. New Brunswick thì tỉnh đã báo cáo có 351 ca nhiễm mới và 3 trường hợp tử vong. Manitoba có 570 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Newfoundland và Labrador thì có 243 ca bệnh mới. PEI có 210 ca bệnh mới. Nova Scotia, tỉnh đã ghi nhận có 365 ca bệnh mới và một ca tử vong. Tỉnh Alberta báo cáo có 1.363 ca bệnh mới và 22 ca tử vong. Tỉnh PC báo cáo có 1.318 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Yukon báo cáo có 25 ca bệnh mới trong vùng. NWT thì có 97 ca nhiễm mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị bấm nút like, comment và share video đến cho nhiều người xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Thái tử Charles xét nghiệm dương tính với Covid-19 lần 2 và đã gặp nữ hoàng 2 ngày trước khi có kết quả dương tính. Nga tổ chức tập trận ở Belarus khi phương Tây cảnh báo về thời điểm nguy hiểm. Giữa căng thẳng của Nga và Ukraine, tổng thống Joe Biden kêu gọi công dân Mỹ nên rời Ukraine ngay lập tức. Giám đốc điều hành Big Oil cảnh báo người tiêu dùng phải đối mặt với giá năng lượng cao trong nhiều năm. Khối châu Âu nâng dự báo lạm phát do gián đoạn nguồn cung và khủng hoảng năng lượng. Vận động viên bóng truyền chuyên nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc tự tử vì bị bạo lực mạng xã hội. Bắn hụt con gấu đen ở Oregon dẫn đến cái chết của hai anh em người Mỹ. Một tỉnh ở miền trung Việt Nam phải đóng cửa 37 trường học trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Các điểm du lịch ở miền trung Việt Nam bị tố ngược đãi voi. Và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Theo Đại học John Hopkins, thì số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 403,3 triệu người trên toàn cầu và số người chết được xác nhận hiện nay đã vượt qua 5,77 triệu người. Đã có hơn 10,27 triệu tỷ vaccine đã được tiêm trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tổng số trường hợp COVID-19 được xác nhận trên toàn cầu đã vượt qua 400 triệu, biến thể Omicron đang thống trị sự gia tăng trên khắp thế giới, chiếm hầu hết các ca nhiễm mới được báo cáo hàng ngày. Trong khi các ca bệnh đã bắt đầu chứng lại ở nhiều quốc gia, trung bình có hơn 2 triệu ca vẫn được báo cáo mỗi ngày. Chỉ cần một tháng thời gian mà các ca COVID-19 đã lên mức 400 triệu từ 300 triệu, so với trước đó là cần tới 5 tháng để cho các ca nhiễm lên mốc 300 triệu từ mức 200 triệu, theo thống kê của hãng tin Reuters năm quốc gia hàng đầu báo cáo nhiều ca bệnh nhất trong trung bình 7 ngày đó là Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nga và Brazil. Hiện nay chiếm 37% tổng số ca mới được báo cáo trên toàn thế giới. Làn sóng ca nhiễm COVID-19 lớn nhất của Nhật Bản cho đến nay đang có dấu hiệu chạm tới mức đỉnh điểm, mặc dù các nhà chức trách đang kéo dài các biện pháp kiềm chế virus cho tới tháng tới để cố gắng giảm bớt tỷ lệ nhà viện. Việt Nam đã cảnh báo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ có thể bị quá tải sau khi chứng kiến sự gia tăng đột biến của các ca nhiễm COVID-19 mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mới đây Việt Nam đã báo cáo có gần 24.000 ca nhiễm mới vào ngày thứ tư, so với khoảng 15.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tuần trước kỳ nghỉ hàng năm, khi mà hàng triệu người dân trong nước từ thành phố để về quê ăn Tết và cũng có nhiều người từ thành phố đến các điểm nóng du lịch trong dịp Tết chính phủ Hoa Kỳ đang có kế hoạch triển khai phát xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi sớm nhất là vào ngày 21 tháng 2. Thống đốc của bang New York và Massachusetts của Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch chấm dứt một số lệnh đeo khẩu trang. Các động thái này được đưa ra khi người đứng đầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ nói rằng xu hướng nhập viện và ca bệnh do COVID-19 đang đáng khích lệ nhưng mà vẫn chưa hết khó khăn. Thụy Điển đã loại bỏ gần như tất cả các hạn chế đại dịch còn lại vào ngày hôm qua và ngừng hầu hết các xét nghiệm đối với COVID-19. Ngay cả khi áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn còn cao và một số nhà khoa học cầu xin sự kiên nhẫn trong việc chống lại căn bệnh này. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua thông báo rằng yêu cầu pháp lý để tự cách ly sau khi xét nghiệm COVID-19 dương tính có thể kết thúc vào cuối tháng 2 đây là một sự thay đổi hướng tới việc học cách sống chung với COVID-19 của quốc gia này. Anh cũng đã bãi bỏ yêu cầu đối với những du khách đã tiêm phòng khi tới nước này phải làm xét nghiệm COVID-19 kể từ thứ sáu tuần này. Người phát ngôn của Johnson nói rằng những hạn chế đi lại còn lại cũng sẽ được giải quyết vào ngày 21 tháng 2 số người chết liên quan tới COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 266 người trong 24 giờ qua, mức cao nhất hàng ngày trong gần 5 tháng, theo dữ liệu của Bộ Y tế hôm thứ Tư. Tổ chức Y tế Liên Mỹ gọi tắt là PAHO cho biết các ca nhiễm COVID-19 mới đang bắt đầu giảm ở một số quốc gia ở châu Mỹ, nhưng tử vong vẫn tiếp tục gia tăng ở các khu vực Trung và Nam Mỹ. Trong khi đó, thì WHO cảnh báo về số ca COVID-19 gia tăng ở Trung Đông. Các quốc gia Trung Đông đã chứng kiến sự gia tăng của các ca nhiễm coronavirus trong 6 tuần qua do tỷ lệ tiêm chủng thấp. Các quan chức tại văn phòng khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO cho biết hôm thứ Tư. Giám đốc khu vực của WHO Ahmed Mendari cho biết các trường hợp COVID-19 được báo cáo đã tăng lên mức trung bình hàng ngày là một. 110.000 trong 6 tuần qua. Trong khi số ca tử vong trung bình hàng ngày tăng lên 345 người trong 3 tuần qua. Đã có hơn 35% dân số trong khu vực này đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng mà một phần tư các quốc gia vẫn chưa đạt được tỷ lệ tiêm chủng 10%. WHO cho biết châu Phi đang chuyển đổi khỏi giai đoạn đại dịch COVID người đứng đầu của khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết châu Phi đang thoát khỏi giai đoạn đại dịch bùng phát và tiến tới giai đoạn kiểm soát virus. Tiến sĩ Marcelo Moti cho biết số ca nhiễm COVID ở châu Phi có thể cao gấp 7 lần so với dữ liệu chính thức cho thấy và số ca tử vong do virus này cao hơn 2-3 lần. Theo một cuộc kiểm đếm của Đại học John Hopkins, thì số ca lây nhiễm trên khắp châu Phi có thể lên tới 11 triệu ca vào ngày 10 tháng 2 và số ca tử vong là 250.000 ca. Nếu như ước tính của WHO là chính xác, thì con số thật có thể là gần tới 70 triệu ca nhiễm và 750.000 ca tử vong. Một số nghiên cứu và khảo sát huyết thanh học đã thúc đẩy mối quan tâm về việc đếm thiếu, đặc biệt là ở Nam Phi, cho thấy tỷ lệ lây nhiễm cao hơn những gì đã nghĩ trước đây, Châu Phi là khu vực mới nhất mà WHO cho rằng có thể đang chuyển đổi ra khỏi giai đoạn đại dịch và hướng tới một tình hình ổn định hơn. Thái tử Charles xét nghiệm dương tính với COVID-19 lần hai và đã gặp nữ hoàng 2 ngày trước khi có kết quả dương tính. Hoàng tử xứ Wales đã phải cô lập sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã gặp nữ hoàng 2 ngày trước ở Windsor. Một nguồn tin của hoàng gia cho biết, và họ nói rằng nữ hoàng hiện không có bất kỳ triệu chứng nào của coronavirus. Thái tử Charles đã có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày thứ năm và đây là lần thứ hai ông bị nhiễm virus. Tối hôm trước, ông và nữ công tước xứ Cornwall đã gặp thủ tướng Rishi Sunak và những người khác tại một buổi tiệc chiêu đãi ở Bảo tàng Anh. Nguồn tin cho biết bà Camilla đã xét nghiệm âm tính với coronavirus cung điện Buckingham chưa xác nhận việc nữ hoàng đã xét nghiệm dương tính hay là âm tính với lý do quyền riêng tư về mặt y tế. Hôm thứ Năm, anh cho biết thời điểm nguy hiểm nhất trong cuộc đối đầu của phương Tây với Moscow sắp xảy ra khi Nga tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Belarus và Biển Đen sau khi Nga tăng cường lực lượng gần Ukraine. Trong một vòng đàm phán mới, Ngoại trưởng Anh là Liz Truss đã nói chuyện công khai với người đồng cấp Nga ở Moscow. Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã đến thăm trụ sở ở NATO ở Brussels và nhà lãnh đạo Đức, đã gặp những người đồng cấp các nước Baltic ở Berlin, nơi các quan chức từ Nga, Ukraine, Đức và Pháp cũng đang tổ chức các cuộc thảo luận. Tổng thư ký NATO là Jan Stoltenberg cho biết, đây là thời điểm nguy hiểm đối với an ninh châu Âu, đồng thời cho biết thêm số lượng lực lượng Nga đang tăng lên thời gian cảnh báo cho một cuộc tấn công có thể xảy ra đang giảm xuống. Nga cho biết 6 tàu chiến đã đến Sevastopol ở Crimea, nơi Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế trả đũa, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp hạn chế cản đối với tàu Nga, là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là tướng Mark Milley đã nói chuyện hôm thứ Năm với người đồng cấp Belarus, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết. Thúc giục giảm leo thang, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức và các đồng minh đã sẵn sàng đối thoại với Moscow và mong muốn có hòa bình. Tuy nhiên, hành động xâm lược quân sự hơn nữa đối với Ukraine sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về chính trị, kinh tế cũng như là chiến lược đối với Nga, ông Scholz nói với các phóng viên tại Berlin. Hôm thứ Năm, khối châu Âu cho biết họ đã gửi một lá thư để đáp lại các đề xuất của Nga về an ninh châu Âu. NATO và Hoa Kỳ trước đó đã miêu tả các yêu cầu chính của Nga là không thể thực hiện. Tuần trước thì ông Stoltenberg cho biết, Nga dự kiến sẽ có 30.000 quân ở Belarus cũng như là các máy bay chiến đấu Su-35, hệ thống phòng không S-400 và tên lửa Iskander có khả năng mang hạt nhân Nga cũng đã tổ chức một cuộc họp giao ban dành cho các tùy viên quân sự kéo dài 8 phút, theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Ukraine cũng đã khởi động các trò chơi chiến tranh của riêng mình vào thứ Năm. Lực lượng Ukraine với quân số chưa được tiết lộ, được thiết lập để sử dụng máy bay không người lái, Berakta và tên lửa chống xe tăng, Javelin và Enlaw do các đối tác nước ngoài cung cấp. Kiev dự kiến sẽ nhận thêm một chuyến hàng viện trợ quân sự của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Năm. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga, Tổng thống Joe Biden kêu gọi công dân Mỹ nên rời Ukraine ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi tất cả các công dân Mỹ còn lại ở Ukraine rời khỏi đất nước này ngay lập tức do các mối đe dọa gia tăng về hành động quân sự của Nga ông Biden khẳng định sẽ không gửi quân đến để giải cứu người Mỹ nếu Moscow xâm lược Ukraine. Ông cảnh báo rằng mọi thứ có thể trở nên điên rồ nhanh chóng trong khu vực này. Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi kế hoạch xâm lược Ukraine dù đã điều hơn 100.000 quân đến biên giới. Tuy nhiên, nước này vừa bắt đầu các cuộc tập trận quân sự lớn với nước láng giềng Belarus và Ukraine đã cáo buộc Nga căng cản đường tiếp cận biển của nước này. Điện Kremlin cho biết họ muốn thực thi làn ranh đỏ để bảo đảm rằng nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ của họ không gia nhập NATO. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết châu Âu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều thập kỷ do căng thẳng. Các công dân Mỹ nên rời đi ngay bây giờ, Tổng thống Joe Biden nói. Chúng ta đang đối phó với một trong những đội quân lớn nhất trên thế giới. Đó là một tình huống rất khác và mọi thứ có thể trở nên điên rồ nhanh chóng. Trong khi đó thì các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục chính sách ngoại giao điên cuồng nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện nay đối với Ukraine. Nga và Ukraine thông báo vào cuối ngày thứ năm rằng họ đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trong một ngày hội đàm với các quan chức Pháp và Đức nhằm mục đích chấm dứt xung đột ly khai ở miền đông Ukraine. Căng thẳng hiện tại diễn ra 8 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine. Kể từ đó, thì quân đội Ukraine đã bị khóa trong cuộc chiến với phiến quân do Nga hậu thuẫn ở các khu vực phía đông gần biên giới Nga. Trước đó, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông hy vọng sự răng đe mạnh mẽ và ngoại giao kiên nhẫn có thể tìm ra cách vượt qua cuộc khủng hoảng nhưng nguy cơ là rất cao. Trong một cuộc họp báo chung tại Brussels với Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg, Thủ tướng Johnson nói rằng Ông không tin rằng Nga đã đưa ra quyết định về việc có nên xâm lược Ukraine hay không, nhưng tình báo của anh xem nguy cơ là rất lớn. Trong khi đó, thì Ukraine cáo buộc Nga chặn đường tiếp cận biển của nước này khi Nga chuẩn bị cho các cuộc tập trận hải quân. Ngoại trưởng Ukraine là Dmytro cho biết, biển Azov đã bị phong tỏa hoàn toàn và biển đen gần như bị cắt đứt hoàn toàn bởi lực lượng Nga các cuộc tập trận hải quân của nga sẽ diễn ra vào tuần tới tại hai vùng biển phía nam ukraine và biển đen và biển azov nga đã đưa ra các cảnh báo ven biển với lý do là các cuộc tập trận bắn tên lửa và pháo có những lo ngại rằng nếu nga cố gắng xâm lược ukraine các cuộc tập trận sẽ đưa quân đội nga đến gần thủ đô kiev của ukraine khiến cuộc tấn công vào thành phố này trở nên dễ dàng hơn nga cho biết quân đội của họ sẽ trở lại căn cứ thường trực sau khi cuộc tập trận kết thúc. Giám đốc điều hành của Big Oil cảnh báo người tiêu dùng phải đối mặt với giá năng lượng cao trong nhiều năm. Người đứng đầu các công ty dầu khí hàng đầu cho biết người tiêu dùng nên chống chọi với giá năng lượng cao trong nhiều năm. Điều này sẽ gây áp lực lên các chính phủ đang phải vật lộn với lạm phát gia tăng. Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt trong những tháng gần đây do hoạt động kinh tế toàn cầu phục hồi nhanh chóng. Khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng, cũng như việc giảm đầu tư vào các nguồn cung cấp năng lượng mới, trong khi các công ty dầu khí báo cáo thu nhập bội thu vào năm 2021, người tiêu dùng, đặc biệt là ở châu Âu, đã phải đối mặt với sự gia tăng mạnh của hóa đơn xăng dầu, sưởi ấm và điện. Điều này đã khiến một số chính phủ phải đưa ra các khoản trợ cấp để giảm bớt áp lực. Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm qua. Sau khi đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm ngoái, trong bối cảnh tồn kho theo mùa ở mức thấp, thị trường dầu có thể chứng kiến nguồn cung thắt chặt hơn trong năm nay và tiếp tục hỗ trợ giá duy trì trên 90 đô la Mỹ một thùng, là mức cao nhất kể từ năm 2014. Theo giám đốc điều hành BP, Bernaluni cho biết Equinor là nhà cung cấp khí đốt đường ống lớn thứ hai châu Âu sau Gazprom của Nga đã công bố lợi nhuận hàng quý kỷ lục vào thứ Tư. Giám đốc điều hành Anders Opido của hãng cho biết, ông dự kiến thị trường khí đốt châu Âu sẽ tiếp tục thắt chặt, với nhu cầu vẫn mạnh trong năm nay do lượng dự trữ dưới mức bình thường cần được bổ sung. Các công ty năng lượng hàng đầu của châu Âu có kế hoạch chuyển hoạt động kinh doanh của họ từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng carbon thấp và năng lượng tái tạo, đồng thời đã làm chậm lại các khoản đầu tư vào các dự án dầu khí mới trong những năm gần đây, góp một phần gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện tại. EU nâng cao dự báo và lạm phát do gián đoạn nguồn cung và khủng hoảng năng lượng. Ủy ban châu Âu hôm thứ Năm đã nâng dự báo lạm phát trong năm nay, nhưng mà vẫn hy vọng giá sẽ giảm xuống dưới mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu là 2% trong năm 2023. Cơ quan này cho biết lạm phát sẽ đạt 3,5% trong năm nay so với mức dự báo hồi tháng 11 là 2,2%. Cuộc tranh luận về lạm phát trong khối 19 thành viên đang diễn ra gây gắt. Mặt khác thì một số người cho rằng áp lực lạm phát hiện nay sẽ giảm bớt và chính sách tiền tệ nới lỏng là cần thiết. Nhưng người khác thì phản bác rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu cần phải thắt chặt chính xác tiền tệ sau khi lạm phát cao hàng tháng liên tiếp trong lịch sử. Thống đốc của Bundesbank Joachim Nagel cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thì Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU cho biết hôm thứ Năm rằng áp lực lạm phát có thể sẽ giảm xuống trong năm tới sau khi đạt mức kỷ lục 4,6% trong quý 4 năm ngoái, thì lạm phát ở khu vực đồng euro dự kiến sẽ đạt tới đỉnh là 4,8% trong quý 1 của năm 2022 và duy trì trên 3% cho tới quý 3 của năm. Quỹ ban cho biết trong một tuyên bố. Khi áp lực từ hạn chế nguồn cung và giá năng lượng cao giảm dần, lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống 2,1% trong quý cuối cùng của năm trước khi giảm xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong suốt năm 2023. Ủy ban châu Âu cho biết thêm. Do đó thì ủy ban ước tính rằng lạm phát hàng năm ở khu vực đồng euro sẽ tăng từ 2,6% của năm 2021 lên 3,5% trong năm 2022 trước khi nó giảm xuống 1,7% vào năm 2023. Tuy nhiên những con số này chỉ ra sự điều chỉnh tăng trong dự báo lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 3. Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp để hiểu liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu có cắt giảm chương trình mua trái phiếu hay là điều chỉnh bất kỳ điều khoản nào khác trong chính sách của mình hay không. Bất cứ điều gì mà Ngân hàng Trung ương quyết định làm đều có thể có tác động lớn tới sự phục hồi của các nền kinh tế trong khu vực đồng Euro một số nền kinh tế trong đó đặc biệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ủy viên châu Âu Paolo Gentiloni cho biết hôm thứ Năm, các tổ chức hiện nay đang xem xét liệu lạm phát có dai dẳng hơn ước tính trước đó hay không, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin tưởng vào các quyết định mà Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ thực hiện. Tuy nhiên, ông cho biết chính sách tiền tệ nới lỏng là một trong những yếu tố quan trọng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự phục hồi của khu vực đồng euro trong năm nay chuyên phòng lạm phát cũng như cho nền kinh tế nói chung ở châu âu cũng phụ thuộc vào sự căng thẳng giữa ukraine và nga châu âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên từ nga một số đến châu âu thông qua đường ống ở ukraine bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào cũng có thể tác động tới dòng chảy thông thường của khí đốt và đẩy chi phí của năng lượng lên cao khiến cho lạm phát còn cao hơn nữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thúc đẩy tăng trưởng tiền lương và dự báo lạm phát chậm hơn sau một đợt tăng giá khác. Hôm thứ Năm, Tổng thống Joe Biden cho biết về việc tăng trưởng tiền lương và dự báo về việc giảm lạm phát, ngay cả khi một báo cáo mới cho thấy giá cả vẫn đang tăng ở mức nhanh nhất trong 40 năm. Phát biểu của Tổng thống được đưa ra khoảng 2 giờ sau khi Bộ Lao động báo cáo rằng giá cả mà người tiêu dùng Mỹ phải đối mặt đã tăng 7,5% trong 12 tháng, tính tới từ tháng Giêng. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 1982. Nếu mà không tính chi phí của xăng hoặc là hàng tạp hóa biến động, thì chỉ số CPI đã tăng 6%, so với ước tính là 5,9%. Lạm phát cơ bản tăng ở mức nhanh nhất kể từ tháng 8 của năm 1982 lạm phát trong vài tháng qua đã phát triển thành một trong những vấn đề kinh tế chính khi giá xăng và giá bán lẻ tiêu dùng tăng cao. Nếu mà không tăng lương theo tỷ lệ, thì lạm phát sẽ làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng và khiến cho các hộ gia đình có thu nhập thực tế thấp hơn. Nhà trắng có quyền trong việc hạn chế tăng giá, bao gồm khai thác dự trữ xăng dầu chiến lược, thúc đẩy chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ và khuyến khích người lao động trở lại làm việc càng sớm càng tốt. Mặc dù các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Mỹ và chính quyền Biden hỗ trợ có thể tác động hạ giá trong dài hạn, nhưng mà Nhà Trắng không có nhiều lựa chọn để kiểm tra giá trong thời gian tới. Thay vào đó, thì Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Bộ Tài chánh Janet Yellen trong những tuần gần đây cho biết họ đồng ý với việc Cục Dự trữ của Liên bang có khả năng sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Các nhà dự báo thị trường hầu như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 3 và tiếp tục làm như vậy trong suốt năm 2022. Một cỗ máy hơn chiếc bánh rán khổng lồ đã chứng minh rằng có một nguồn năng lượng sạch là có thể trong nhiệm vụ tìm kiếm nguồn năng lượng đáng tin cậy và không có carbon thì các nhà khoa học đã tạo ra năng lượng nhiệt hạt trước đây nhưng mà họ đã phải vật lộn trong nhiều thập kỷ để duy trì nó trong một thời gian dài tuy nhiên hôm thứ tư thì các nhà khoa học làm việc tại Vương quốc Anh đã công bố rằng họ đã tăng gấp đôi kỷ lục trước đó về việc tạo ra và duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân đó là quá trình tương tự cho phép mặt trời và các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ như vậy Phản ứng tổng hợp hạt nhân là sự hợp nhất của hai hoặc là nhiều nguyên tử thành một nguyên tử lớn hơn. Quá trình này sẽ làm giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ dưới dạng nhiệt. Năng lượng hạt nhân được sử dụng ngày nay được tạo ra bởi một quá trình khác được gọi là quá trình phân hạch dựa trên sự phân tách thay vì nung chảy các nguyên tử. Nhưng mà quá trình đó tạo ra chất thải và có thể vẫn còn phóng xạ trong hàng chục ngàn năm. Quá trình này cũng có khả năng nguy hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Mặt khác thì nhiệt hạch lại an toàn hơn nhiều và nó tạo ra ít chất thải. Và chỉ cần một lượng nhỏ nhiên liệu dồi dào có nguồn gốc tự nhiên bao gồm các nguyên tố chiết xuất từ nước biển. Điều này làm cho năng lượng nhiệt hạch trở nên lựa chọn hấp dẫn khi mà thế giới chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Trong một cỗ máy hình chiếc bánh tráng khổng lồ được gọi là tokamak, các nhà khoa học ở gần Oxford, nước Anh đã có thể chế tạo ra năng lượng nhiệt hạch bền vững kỷ lục 59 megajoules trong vòng 5 giây vào ngày 21 tháng 12 năm ngoái. 5 giây là giới hạn mà máy có thể duy trì nguồn điện trước khi 500 của máy trở nên quá nóng. Tiềm năng về năng lượng nhiệt hạch là rất lớn. Thí nghiệm đã sử dụng các nguyên tố là đồng vị của hydro để làm nhiên liệu cho phản ứng tổng hợp. Những nguyên tố này có khả năng được sử dụng trong các phản ứng tổng hợp với quy mô thương mại và có thể được tìm thấy ở trong nước biển. vận động viên bóng truyền nổi tiếng của Hàn Quốc tự tử vì bạo lực mạng xã hội. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã xác nhận rằng, vận động viên bóng truyền chuyên nghiệp Kim in Hyuk đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 4 tháng 2. Sau khi tiến hành điều tra, anh được cho là đã tự kết liễu đời mình. Cảnh sát hiện vẫn đang xác minh những vấn đề liên quan cuối cùng. Vận động viên Kim in Hyuk, 27 tuổi, đã gặp phải nhiều khó khăn khi phải chống chọi với chấn thương và chỉ mới chơi hai trận đấu trong mùa giải này. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến anh quyết định rời bỏ thế giới. Theo những người thân cận của nam vận động viên cho biết, anh từng gặp phải vấn đề tâm lý do những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Vào tháng 8 năm 2021, Kim in Hyuk đã nói về điều này trên Instagram cá nhân của mình trong một bình luận đau lòng. Anh nói, trong suốt 10 năm qua, mọi người đã hiểu sai về tôi Hãy nghe này, tôi không trang điểm và chưa bao giờ trang điểm. Tôi không thích đàn ông, tôi đã có bạn gái. Và không, tôi chưa từng đóng phim người lớn nào trong đời. Bất chấp lời cầu cứu của Kim in hai hành vi bắt nạt trên mạng nhầm vào anh vẫn không lắng xuống. Cái chết của vận động viên bóng truyền cao 1m92 tiếp tục làm giấy lên làn sóng phản đối bạo lực mạng. Nhiều cư dân mạng đã yêu cầu cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh tay để ngăn chặn tình trạng này. Hồi 6 tháng 2 vừa qua, Jemmy là một nữ streamer nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi, cũng đã tự tử vì trầm cảm sau nhiều lần bị tấn công mạng xã hội. Và một tai nạn đau lòng khác tại Hoa Kỳ. Vụ bắn hụt gấu đen ở Oregon đã dẫn đến cái chết của hai anh em người Mỹ. Cảnh sát cho biết một người đàn ông Oregon đã tự kết liễu mạng sống của mình sau khi vô tình bắn chết em trai của mình khi đang cầm súng bắn vào một con gấu ở khu vực nhà của họ. Người đàn ông đã gọi 911 để thông báo về thảm kịch, nhưng đã tự sát bằng súng của mình trước khi cảnh sát đến. Vụ việc xảy ra vào sáng thứ ba tại cộng đồng Sunny Valley ở vùng nông thôn quận Josephine, ngay phía bắc biên giới với California. Cảnh sát chưa xác định danh tính hai người đàn ông này, có khoảng 25.000 con gấu đen sống ở Oregon và chủ nhà thường được khuyến khích tránh đối đầu với chúng. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Josephine, người gọi 911 cho biết anh ta đã nạp vũ khí với ý định bắn vào con gấu. Khi cảnh sát đến nhà, họ phát hiện cả hai người đàn ông đã chết, mỗi người đều có một vết thương do đạn bắn. Vụ việc hiện đang được điều tra bởi văn phòng cảnh sát trưởng và cảnh sát bang Oregon phát hiện của họ sẽ được chuyển đến văn phòng giám định y khoa của tiểu bang. Sở hữu súng ngày càng tăng ở Mỹ đã kéo theo tỷ lệ tử vong và thương tật ngoài ý muốn cũng tăng cao hơn. Gần 500 người chết mỗi năm trong các vụ xả súng không chủ ý, dữ liệu từ quỹ giáo dục nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn cho thấy. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam, một tỉnh ở miền Trung Việt Nam phải đóng cửa 37 trường học trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng đột biến. Tỉnh Hà Tĩnh đã đóng cửa các lớp học trực tuyến và trực tiếp tại 37 trường học bắt đầu từ thứ tư. Nguyên nhân là do tỉnh này đã ghi nhận hàng trăm ca mắc Covid-19 mới hàng ngày. Theo cơ quan chức năng về phòng chống Covid-19 của tỉnh, các trường học bao gồm mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, hầu hết nằm ở các huyện có nguy cơ nhiễm coronavirus cao và rất cao. Sau kỳ nghỉ Tết, học sinh trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu đi học trở lại từ thứ hai, tính đến thứ tư, có 50 giáo viên và 331 học sinh trong tỉnh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Do số lượng giáo viên và học sinh bị lây nhiễm ngày càng gia tăng và cần phải điều trị, 37 trường học với khoảng 18.348 học sinh đã phải tạm dừng mọi hoạt động học tập cả trực tuyến và trực tiếp. Các nhà chức trách cho biết họ sẽ mở cửa trở lại vào một ngày sau đó tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. Ngoài các trường nói trên thì 21 ngôi trường khác với 13.053 học sinh đã phải chuyển sang lớp học trực tuyến vì ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp. Hà Tĩnh có khoảng 670 trường học với 350.000 giáo viên và học sinh. Các em học sinh đã được phép tham gia các lớp học trực tiếp ngay cả trước kỳ nghỉ Tết. Trên khắp Việt Nam một số địa phương đã ghi nhận tình trạng gia tăng số ca lây nhiễm trong giáo viên và học sinh sau kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa công bố con số chính thức. Các điểm du lịch ở miền Trung Việt Nam bị tố ngược đãi vòi. Một du khách tới tham quan hai địa điểm du lịch ở Tây Nguyên đã tố cáo họ lạm dụng voi để chở khách du lịch đi khắp nơi. Hôm thứ Hai, một trong hai bài đăng trên hội nhóm Review Bometo có gần 200.000 thành viên, tài khoản Facebook của nữ du khách Nguyễn Ngọc A cho hay cô đã đến thăm Buôn Chun ở thị xã Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc vào ngày 3 tháng 2. Tại đây thì có dịch vụ treo thuyền độc mộc và cưỡi voi xuống hồ ngắm cảnh. Theo những gì nữ du khách này tường thuật lại trong bài viết là mỗi nhân viên hướng dẫn voi đều cầm một cây gậy đầu sắc nhọn dùng để điều hướng và đầu của con voi nào cũng chăn chịt những vết thương cũ và mới. Vào ngày hôm sau thì cô đến khu du lịch ở cầu treo ở Buôn Đôn và kể lại tại đây có tổng cộng 6 con voi chở người tham quan liên tục trên đầu voi vẫn có vết thương, nhưng mà thay vì gãy sắt thì họ cầm gãy phía đầu của sợi dây buộc viên đá nhỏ sau khi thấy các vết thương trên đầu voi, thì nữ du khách đã cảm thấy bức xúc nên chia sẻ hình ảnh và câu chuyện lên nhóm Facebook review Burmanto với mục đích là để cho khách tham quan có cái nhìn khác về vụ việc và rằng không nhất thiết đi du lịch lắc lắc là phải cưỡi voi và đồng thời cô cũng hy vọng các chủ hộ nuôi voi có thể chuyển hướng du lịch thân thiện hơn. Tuy nhiên, theo quảng tượng tại khu du lịch cầu treo cho hay hình ảnh trong bài viết là con voi của nhà anh đã nuôi được 40 năm. Anh khẳng định không đánh đập voi chảy máu như là trường hợp du khách nêu trong bài viết trên Facebook. Theo đó, thì anh chia sẻ voi nhà của anh bị thương là sự cố gặp trong rừng chứ không phải là do bị đánh đập chảy máu. Trong nhiều năm, Đắk Lắk đã nổi tiếng với các tour du lịch cưỡi voi. Khách du lịch cũng có thể xem voi bơi, đá bóng và diễu hành, nhưng mà các nhà hoạt động đã mô tả đây là sự bóc lột. Vào năm 1990, toàn tỉnh có hơn 500 con voi, nhưng mà tới nay thì chỉ còn 140 con, chủ yếu ở huyện Buôn Đôn và huyện Lắc. Cập nhật tình hình Covid tại Việt Nam cho tới ngày 10 tháng 2 thì số ca Covid-19 tiếp tục tăng lên tới 26.032 F0 tại 61 tỉnh thành. Trong ngày có 9.992 ca khỏi bệnh và 74 ca tử vong. Các ca mắc Covid-19 chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.887 ca, Nghệ An có 1.749 ca, Hải Phòng 1.366 ca, Hải Dương có 1.329 ca.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9 tháng 2 đã có 416.336 liều phát sinh phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều phát sinh đã được tiêm là 184.129.785 liều. Trong đó tiêm mũi 1 đã lên tới 79,16 triệu liều, tiêm mũi 2 đã là 74,48 triệu liều và tiêm mũi 3 đã lên tới 30,48 triệu liều. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,7885 đô la Mỹ và bằng 06888 đồng euro. Một Canada thì bằng 17.753 đồng Việt Nam. Còn một đô la Mỹ bằng 22.630 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 89,68 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 91,41 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.825,48 đô la Mỹ một ounce. Và phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin. Chúng tôi kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture tại culturemagazine.com để đọc thêm các bản tin và các bài viết khác. Culture Channel có video tin tức cập nhật hai lần trong ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo covid19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario